Capybara là một loài khủng long đã tuyệt chủng sống cách đây khoảng 120 triệu đến 100 triệu năm, từ kỷ phấn trắng sớm đến kỷ phấn trắng giữa. Đã sống ở khu vực ngày nay là Nam Mỹ. Capybara nằm trong nhóm thần lằn có cánh hay còn gọi là rực long, nằm trong bộ Pterosauria. Bộ này sống từ kỷ tam điệp muộn đến cuối kỷ phấn trắng cách đây từ 210 đến 66 triệu năm trước. Nói đến bộ Pterosauria tức là nói đến các động vật có xương sống đầu tiên thích ứng cho việc bay lượn. Cánh của chúng được cấu tạo bởi một màng da giống cánh rơi ngày nay, cơ và các loại tế bào khác kéo dài từ chân đến ngón thứ tư. Các loài cổ nhất có răng hàm dài, đầy đủ trong khi các loài xuất hiện sau có đuôi bị thoái hóa bớt, trong đó một số loài không có răng. Một số loài có lông, lớp lông này che phủ thân, và một vài phần cánh của chúng, loài thằn lằn có cánh có đủ loại kích thước khác nhau khi trưởng thành, từ rất nhỏ như Nemicolopterus đến rất lớn như que gian cốt lu. Capybara được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1980, và được đặt tên vào năm 1989. Cái tên Capybara có nghĩa là sinh vật già trong tiếng Tapi. Mô tả về ngoại hình Capybara cao khoảng 1,5 mét và có sải cánh dài khoảng 3,6 mét, sải cánh giống loài chim hải âu ngày nay. Giống như tất cả các loài Pterosauria, nó có bộ xương rất nhẹ nên có thể giúp nó duy trì trọng lượng khoảng 36 kg, tức nặng gấp 4 lần chim hải âu. Capybara có màu rất nổi bật, chiếc mào chĩa ra sau đặc trưng của một số loài chi thằn lằn bay không răng, cái mào cực lớn trên đỉnh đầu thường kết hợp các phần mở rộng của mô sừng, hoặc các mô mềm khác mọc lên từ cơ sở xương mỏ, cái mào này có màu sắc rực rỡ và được sử dụng để thu hút bạn tình. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, cái mào của nó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến vấn đề bay của Capybara. Ngoài ra Capybara có một chiếc mỏ cong xuống, có lẽ nó đã sử dụng chiếc mỏ như cách một con bồ nông dùng mỏ để vớt cá từ đại dương. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lý thuyết đó. Một số nhà cổ sinh vật học tin rằng đường cong của mỏ được sử dụng để giúp nó ăn nhiều loại trái cây khác nhau tồn tại trong khoảng thời gian này. Nhưng đa số các nhà cổ sinh vật học khác vẫn tin rằng loài khủng long Capybara, chuyên gia bay lượn trên bầu trời là động vật ăn thịt và nhặt xác động vật chết. Đến nay thông qua hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học vẫn chưa có thông tin chính xác hình thức sinh sản loài thằn lằn bay Capybara, nhưng khả năng lớn chúng là loài đẻ trứng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.